Xin chào mọi người, ở clip lần này tôi xin giới thiệu về máy quét mã vạch cầm tay Bluetooth OBA3301 cũng như hướng dẫn về cách kết nối OBA3301 với máy tính. Về nội dung của clip gồm 4 phần. Phần thứ nhất đó là giới thiệu sơ lược về máy quét mã vạch cầm tay Bluetooth OBA3301. Thứ hai đó là các tài liệu và các phần mềm liên quan. Thứ ba, tôi sẽ hướng dẫn cách kết nối OBA3301 với máy chủ. Và cuối cùng, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chức năng lưu trữ của OBA3301. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu sơ lược về máy quét mã vạch Bluetooth OBA3301. Thì máy quét OBA3301 là dạng máy quét mã vạch laser phiên bản thu nhỏ sử dụng công nghệ Bluetooth để giao tiếp với các thiết bị khác. Thiết bị không dây này được trang bị một mắt độc laser mạnh mẽ, có thể quét với tốc độ nhanh trong nhiều điều kiện khác nhau. Hơn thế nữa, OBA3301 có thể đọc được những mã vạch bị trề xước hoặc in không đúng cách và cũng có thể đọc được những mã vạch có độ phân giải cao. OBA3301 được thiết kế dưới dạng cầm tay, tạo cảm giác thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng. Trọng lượng của OBA3301 cực nhẹ, chỉ có 100g, máy hoạt động ổn định trong mọi môi trường khác nhau và có khả năng chống rơi, chống sóc với độ cao tối đa là 1.5m. OBA3301 có tính cơ động cao do sử dụng kết nối không dây Bluetooth thông qua đế sạc cho phép truyền dữ liệu tức thời. Các dữ liệu sẽ được lưu trữ trực tiếp lên thiết bị OBA3301 trong trường hợp thiết bị nằm ngoài vùng phủ sóng của Bluetooth. Với tính năng này sẽ giúp ngăn ngừa việc mất dữ liệu khi hoạt động theo thời gian thực. Về các tài liệu và phần mềm liên quan đến máy quét cầm tay Bluetooth OBA3301 đều được cung cấp đầy đủ online trên website chính thức của Opticon Việt Nam. Để tải về, bạn vào trang web opticon.vn và vào mục dịch vụ và hỗ trợ, sau đó click vào mục OptiWiki. Trong trang OptiWiki, bạn tìm đến sản phẩm OBA3001. Tại đây, bạn sẽ thấy được các hướng dẫn sử dụng cũng như một số cách cấu hình, cách tùy chọn cho OBA3301. Và bên dưới là một số tài liệu và các phần mềm liên quan tới OBA3301. Về tài liệu, bạn sẽ thấy một số tài liệu như sau. Đầu tiên đó là tài liệu User Manual Default Bluetooth Application. Thì đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bluetooth mặc định trong OBA3301. Thì đây là ứng dụng được cài đặt sẵn khi mua máy web OBA3301. Tài liệu thứ hai đó là Datasheet. Thì đây là tài liệu cung cấp một cái nhìn khái quát về các đặc tính kỹ thuật của OBA3301. Về phần mềm, bạn sẽ thấy được một số phần mềm như sau. Thứ nhất đó là firmware OS. Đây là firmware hoạt động căn bản cho OBA3301. Firmware thứ hai là firmware Default Bluetooth Application. Thì đây là firmware mặc định và được cài đặt sẵn trong OBA3301. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết nối OBA3301 với máy chủ. Thì có hai cách để kết nối OBA3301 với máy chủ. Thứ nhất đó là kết nối thông qua radio. Thứ hai đó là kết nối trực tiếp với máy chủ. Đầu tiên, tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết nối OBA3301 với máy tính thông qua radio. Khi đó, OBA3301 sẽ kết nối với radio và thông qua radio này sẽ truyền dữ liệu vào máy tính. Để kết nối, bạn thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn kết nối radio với máy tính thông qua cổng USB. Bạn kết nối đầu USB với radio. Sau đó, bạn kết nối đầu còn lại với máy tính. Bạn sử dụng tờ Vista Guide trong hộp của thiết bị và tìm đến mục Setup. Trong mục này, bạn tìm đến mã vạch cấu hình ở menu Barcode SD và scan mã vạch từ trên xuống dưới để cấu hình chế độ kết nối với radio. Sau khi thiết lập chế độ này xong, bạn kết nối OBA3301 với radio bằng hai cách. Cách thứ nhất, bạn scan mã vạch Manual Connect trong mục menu barcode setb.
và chờ trong giây lát. Khi bạn nghe âm thanh như vậy và đèn xanh tắt đi thì bạn đã kết nối thành công với Rado. Cách thứ hai để kết nối với Rado, bạn sử dụng OBA 3301 và cái mã vạch bên dưới Rado. Lúc đó thì đèn xanh chớp tắt và bạn chờ trong giây lát. Và như vậy là OBA 3301 đã kết nối với Rado thành công. Bây giờ tôi sẽ test thử. Các bạn cũng thấy được mã vạch đã được truyền vào máy tính. Để ngắt kết nối với Rado, bạn tìm đến một menu barcode set C và cái mã vạch menu disconnect. Khi bạn nghe âm thanh như vậy là bạn đã ngắt kết nối với Rado thành công. Tiếp tục, tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết nối trực tiếp OBA 3301 với máy tính mà không thông qua một thiết bị trung gian nào khác. Đầu tiên bạn tìm đến một menu barcode set E và scan mã vạch từ trên xuống dưới để cấu hình chế độ kết nối trực tiếp với máy tính. Tiếp sau đó bạn cần xác định địa chỉ Bluetooth của thiết bị mà bạn muốn kết nối. Ví dụ ở đây tôi muốn kết nối OBA 3301 với máy tính. Để xác định địa chỉ Bluetooth của máy tính, bạn vào My Computer và click chuột phải vào mục Disk PC, sau đó chọn mục Manage. Tiếp tục bạn chọn mục Device Manager. Ở mục Bluetooth, bạn click chuột phải vào driver Bluetooth của máy tính bạn và chọn Property. Và click vào thẻ Advanced và bạn sẽ thấy được địa chỉ Bluetooth của thiết bị bạn. Đầu tiên bạn tìm đến một menu barcode set F và tiến hành cấu hình như sau. Đầu tiên bạn scan mã vạch set. Sau đó bạn scan mã vạch set Bluetooth address label. Tiếp đó là bạn scan các chữ và số tương ứng với địa chỉ Bluetooth của máy tính mà bạn đang kết nối. Ví dụ như địa chỉ Bluetooth của máy tính tôi là C 4 D 9 8 7 0 C. Ba. Chín. A. F. Và cuối cùng là bạn scan mã vạch N Bluetooth address label và scan mã vạch N để kết thúc. Tiếp tục bạn scan mã vạch Manual Connect trong một menu barcode set B để bật kết nối Bluetooth của OBA 3301. Tiếp theo trên máy tính bạn click chuột phải vào biểu tượng Bluetooth trên thanh taskbar và chọn mục Add Bluetooth Device. Bạn tiếp tục đợi trong giây lát để máy tính tiến hành dò tìm thiết bị OBA 3301. Nếu OBA 3301 đã tắt đi mà máy tính vẫn chưa tìm được thiết bị thì bạn cần kiểm tra lại xem OBA 3301 đã cấu hình chế độ cho phép dò tìm và kết nối hay chưa. Nếu chưa, bạn cần cấu hình lại chế độ này cho máy web. Để cấu hình chế độ cho phép các thiết bị khác dò tìm và kết nối với OBA 3301, bạn vào cuốn sách Universal Manual Book và tìm đến mục Bluetooth Address Command và scan mã vạch Smart Decoderable and Connectable.
Khi đó bạn sẽ thấy địa chỉ Bluetooth của OBA3301 xuất hiện trên máy tính. Bạn nhấn chuột vào và bạn chọn pair. Và máy tính sẽ yêu cầu bạn nhập một mã passcode bất kỳ để xác thực việc kết nối giữa OBA3301 với máy tính. Ví dụ như tôi nhập 6 số 1 và bấm Next. Trong một menu barcode setup, bạn tiến hành scan đúng mã passcode mà bạn đã nhập trong máy tính. Ví dụ như tôi đã nhập phải 6 số 1 nên sẽ scan 6 lần số 1. Cuối cùng bạn scan mã vạch end. Bây giờ tôi sẽ test thử cho bạn xem. Bạn thấy được tất cả các dữ liệu đã được truyền nhanh chóng vào máy tính. Cuối cùng tôi xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng chức năng lưu trữ trên OBA3301. Thì OBA3301 cung cấp chức năng lưu trữ cho phép bạn lưu trữ tạm thời dữ liệu web trong trường hợp máy đọc mã vạch mất kết nối với máy chủ. Ngay khi máy đọc kết nối lại, dữ liệu sẽ được truyền ngay lập tức vào máy tính và vùng nhớ sẽ bị xóa đi. Dữ liệu sẽ được lưu trữ tạm thời trên RAM, do đó trong trường hợp hết pin hoặc pin bị gỡ ra thì dữ liệu sẽ bị mất đi. Có 3 cách sử dụng chế độ lưu trữ của OBA3301. Thứ nhất đó là cài đặt chế độ tự động lưu trữ khi không được kết nối. Thứ hai đó là tự động lưu trữ khi bị mất kết nối. Và thứ ba đó là bật chế độ lưu trữ thủ công. Đầu tiên đó là chế độ tự động lưu trữ khi không được kết nối. Thì ở chế độ này, OBA3301 sẽ tự động lưu trữ dữ liệu xuống máy bất cứ khi nào mà máy đọc không kết nối với máy chủ, như khi ra khỏi vùng kết nối Bluetooth hoặc bằng tự động ngắt kết nối với thiết bị. Đầu tiên, bạn tìm đến một Memorizing trong cuốn sách Optical Universal Manual Book và tiến hành bật bộ nhớ của OBA3301 lên bằng cách scan mã vạch Set, sau đó scan mã vạch Data Memorizing Enable và cuối cùng scan mã vạch End. Tiếp sau đó, để thiết lập chế độ tự động lưu trữ khi không được kết nối, bạn tiến hành scan mã vạch Always Memorize When Not Connected bằng cách scan mã vạch Set và scan mã vạch Always Memorize When Not Connected và scan mã vạch End. Như vậy, OBA3301 sẽ tự động lưu trữ lại dữ liệu trên bộ nhớ bất cứ khi nào mà máy không kết nối với thiết bị khác. Ngay cả khi bạn chủ động ngắt kết nối OBA301 với máy chủ thì máy vẫn lưu dữ liệu lại. Ví dụ như tôi thực hiện ngắt kết nối với Radar. Và bây giờ tôi sẽ scan một số mã vạch. Và bây giờ tôi sẽ thực hiện kết nối lại với Radar. Và bạn sẽ thấy được sau khi kết nối thì các dữ liệu đã được scan trước đó sẽ truyền ngay lập tức vào máy tính. Chế độ thứ hai đó là tự động lưu trữ khi bị mất kết nối. Thì ở chế độ này, máy quét OBA3301 chỉ tự động lưu trữ khi máy tạm thời mất kết nối với máy chủ do ra khỏi vùng kết nối Bluetooth. Còn khi bạn chủ động ngắt kết nối OBA3301 với máy chủ, ví dụ như là bạn scan mở và disconnect, thì máy sẽ không tự động lưu trữ dữ liệu lại. Để bật chế độ tự động lưu trữ khi bị mất kết nối, cũng trong một Memorizing trong cuốn sách Universal Manual Book, bạn tiến hành cấu hình như sau. Đầu tiên, bạn cũng phải bật chế độ lưu trữ của OBA3301 lên bằng cách scan mã vạch Set, scan mã vạch Data Memorizing Enable và scan mã vạch End. Tiếp sau đó, bạn tiến hành cài đặt chế độ chỉ lưu trữ khi bị mất kết nối bằng cách scan mã vạch Set, sau đó scan mã vạch Memorize After Connection Load và cuối cùng scan mã vạch End.
Như vậy, máy OBA3301 chỉ lưu lại dữ liệu khi máy tạm thời mất kết nối với máy chủ do ra khỏi vùng kết nối Bluetooth. Còn khi bạn chủ động ngắt kết nối với thiết bị, thì máy sẽ không lưu lại dữ liệu. Ví dụ, tôi sẽ thực hiện ngắt kết nối với radio. Và bây giờ tôi sẽ kèm một số mã vạch. Rồi sau đó tôi sẽ kết nối lại với radio. Và bạn cũng thấy được OBA3301 đã kết nối với radio mà dữ liệu đã kèm trước đó không được truyền vào máy tính. Cuối cùng là tính năng bật chức năng lưu trữ thủ công cho OBA3301. Thì với tính năng này, bạn có thể thực hiện lưu trữ dữ liệu cho OBA3301 bất cứ lúc nào mà bạn mong muốn, ngay cả khi bạn không bật bộ nhớ của máy. Để thực hiện lưu trữ trên OBA3301 thủ công, bạn tìm đến mục Memorizing Command. Sau đó, để bắt đầu chế độ lưu trữ, bạn kèm mã vạch Start or Continue Memorizing. Lúc đó, mặc dù máy vẫn còn kết nối Bluetooth với thiết bị, nhưng mà OBA3301 sẽ không truyền dữ liệu về thiết bị nữa, mà sẽ lưu trữ trên bộ nhớ. Ví dụ như tôi kèm một số mã vạch, và bạn thấy được là dữ liệu sẽ không được truyền vào máy chủ nữa. Để truyền dữ liệu vào máy tính, bạn tiến hành kèm mã vạch Transmit Memory Data. Và bạn cũng thấy được dữ liệu đã kèm trước đó đã được truyền vào máy tính. Nếu bạn muốn tắt chế độ lưu trữ đi, bạn kèm mã vạch Stop or Pause Memory. Khi đó bạn kèm mã vạch thì dữ liệu sẽ được truyền trực tiếp vào máy tính. Và ngay cả khi bạn thực hiện ngắt kết nối Bluetooth với thiết bị thì bạn cũng có thể thực hiện lưu trữ dữ liệu thủ công cho OBA3301 bằng cách kèm mã vạch Start or Continue Memory. Lúc đó bạn kèm mã vạch. Sau đó bạn kết nối lại với radio. Và tiếp tục scan mã vạch Transmit Memory Data. Và tôi đã giới thiệu xong về máy quét mã vạch cầm tay không dây Bluetooth OBA3301, cũng như hướng dẫn cho bạn một số cách để kết nối OBA3301 với máy chủ. Nếu có thắc mắc về thiết bị cũng như cách cấu hình, cách kết nối, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Opticon Việt Nam. Xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người ở clip lần sau.